mình đang phải đợi Grab ca, vừa gọi Grab ca xong để đi. Xe này là 29 chỗ, đây là kiểu xe ở Việt Nam hay đi nhá, xe 45 chỗ nó còn khủng. Hoa gì đây nhở? Mọi người ơi, có biết hoa này hoa gì không đây? Đây là bố mẹ cô dâu đang giới thiệu về. Ai bảo không trốn? Bây giờ cầm đi. Ở đây là có thành phần su hào. À đây là cái gì nhờ? Su hào đúng không? Hoa chùa. Linh Valery, mình bây giờ đang chuẩn bị đi bắt taxi để đi ăn cưới đây. Xem nào, xe của mình không phải. Mình đang phải đợi Grab car, vừa gọi Grab car xong để đi. Mà lâu lắm rồi, phải đến 3 năm rồi bây giờ mới sử dụng lại cái phần mềm này để gọi xe. Nó giống như ở nước ngoài là In America, what kind of the app taxi you use? Uber. Uber. Yeah, yes, Uber. Vietnam is Gojek, GrabCar, something like that. GrabCar is a big app using. Okay, thank you. Đây. Hai vợ chồng đang đợi. Xin đưa vai xuống. Bây giờ cái xe Grab còn dán chữ Grab đằng sau này này. Đấy, xe của mình là kiểu đây à. Ôi trời ơi, quá nhanh và quá nguy hiểm. Ui, cho mình đến thẳng Royal nhé. Không lo tắc đường. Because this time we don't have to worry about the traffic jam at this time. Tại sao mình lại phải ra cái chỗ điểm hẹn? Bởi vì đây là một đám cưới của một đồng nghiệp cũ quê ở Thái Bình. Em ấy mời tất cả mọi người ở từ Hà Nội xuống thì bằng một chiếc xe riêng. Và sẽ có một tài xế để đón những tại hai điểm chính ở trong Hà Nội về quê. Đón đi ăn về quê rồi lại đón về Hà Nội. Và lần đầu tiên mình đi đường này. Có nghĩa là có xe đón kiểu như là xe bus ấy, và thuê. Còn những lần khác là mình hay đi theo công ty. Nhưng mà từ khi nghỉ làm giờ tới không còn công ty nữa thì một là mình phải tự đi. Và tự đi thì ở Hà Nội thì không phải ai cũng có xe để mà đi. Đa số mọi người mà có xe để mà dùng riêng ấy thì lại là để làm việc khác, hoặc là làm kinh doanh, làm taxi. Thành ra bây giờ phải muốn khách mời từ Hà Nội về quê thì bắt buộc phải thuê xe để cho khách ở Hà Nội về. Còn bây giờ thì tạm nghỉ một lát để lát lại đến điểm hẹn. You have to buy your apartment and then you have to pay a monthly fee. Right. Mọi người có biết mình đang ở đâu không? Đây là đang ở trong cái khu sân ở Roy City. We are in Roy City. Why wasting the bus? And we try to make a tour, a walking tour around here. Đẹp chưa? Lâu lắm rồi mình mới qua đây. Wow, bầu trời hơi u ám ha. Nhưng mọi người biết đây vẫn là mùa xuân ở Hà Nội rồi đấy. Mùa xuân là thế này đấy. Đợi hôm nào nắng lên thì mới thấy đẹp, chứ còn không còn nắng thì xấu như ma cầu vậy. Mình đã từng đến đây lâu lắm rồi. Thỉnh thoảng vẫn đến đây chơi nhưng mà không ra cái chỗ đằng trước này. Lúc mới khai trương mình cũng nhảy đi chụp ảnh đủ các kiểu. Ở đây cũng có hoa cúc vạn thọ này. Đấy, nhìn sao mọi người xem. Đẹp chưa ạ? Đài phun nước. Nói chung ở đây họ đầu tư rất là quy mô. Những cái nhà ở đây là đều có người ở hết rồi. Mọi người nhìn từ xa là đều có dân ngồi ở chứ. Phí dịch vụ ở đây thì cao lắm. Nhà thì đắt mà cao nữa. Không rẻ đâu. Đây là cái xe buýt mà sẽ đưa cả đoàn
khách đi ăn cưới ngày hôm nay. Bữa tiệc mùa cưới sẽ tổ chức vào buổi chiều nên là thành ra nó phải đón vào giờ này. Bây giờ là gần 3 giờ, khoảng 3 giờ kém 15. Xe này là 29 chỗ. Đây là kiểu xe ở Việt Nam hay đi nhá. Xe 45 chỗ nó còn khủng khiếp hơn. 35 chỗ nó sẽ có cái khoang để hành lý đây này. À, đi tour ở Việt Nam thì mọi người phải chú ý là xe gì. Nếu mà xe 29 chỗ thì chỗ ngồi nó cũng hơi nhỏ đấy. Còn xe 45 thì thoải mái hơn. Nếu gia đình nhỏ thì có thể đi xe 16 hoặc là xe 7 chỗ, nhỏ nữa thì 7 chỗ, 4-5 người. Chưa thấy đồng nghiệp nhà mình đâu, đồng nghiệp nhà mình hẹn ở đây mà chả thấy mặt mũi nào cả. Mỗi mình, vợ chồng mình là đến đầu tiên. How do you feel now? How do you feel now? You think the bus seat is too small for you? Yes. Yeah. The bus of 29 seats for Vietnamese, they desire a little small. This is why I don't like taking the bus in Vietnam. Yes. I wish the Vietnamese is a bigger lad, as big as the Western guy. Look at that, we're packed in here. Yes, yes. Okay, hai vợ chồng đã ăn vị ở đây. Quay lại cho mọi người xem cái xe buýt để biết được là xe buýt ở Việt Nam sẽ đi như thế nào. Bây giờ là đến giờ lên đường rồi. Ngày hôm nay thì đang lên đường thì bên ngoài trời thì đang mưa, rét. Bao nhiêu ngày nắng thì chả thấy tổ chức chọn đúng ngày mưa. Nghiên một xe này đã chở bạn bè, đồng nghiệp của em Hải. Là đồng nghiệp cũ của mình, nhân cưới ở Thái Bình. Anh nhà mình có đẹp trai không? You feel that you feel handsome today? You think that you have some today? Yeah, so you're the model standing here. Believe it. You are the unique, the foreigner out there. Look at this. Hoa gì đấy nhỉ? Mọi người ơi, có biết hoa này hoa gì không đấy? Mình phải nói rằng đây là cái rét nàng bân. Thế nào là rét nàng bân ở miền Bắc? Có nghĩa là sau mùa xuân sẽ có một thời đoạn nó mầm ấm, sau đó tự nhiên là một cơn rét lên đột ngột và lạnh hạ, nhiệt độ hạ ngay lập tức xuống. Mặc dù hôm trước nó lên tận 20 mấy độ mà hôm sau nó có thể tụt xuống 15 độ luôn. Mà 15 độ ở Hà Nội thì không phải là chuyện đùa đâu nhá. Xin chào cô dâu. Xin chào, đây là cô dâu đồng nghiệp cũ. Đây, quay mặt vào đây cái để dính máu ăn phần cô dâu đấy. Cô dâu xinh không? Trông nhìn giống chị em phết nhở. Rồi thì vào trong tiếp. Đi the race. Today we will take the half party at groom. Groom and in the wedding couple. Bride. Bride. See your bride. Yes. She's the bride. I think you pronounced wrong. You know that you got a shepherd. I think it's today is very cold. You're right. I'm hungry also. We will attend the party of the bride. Tomorrow the party when she leave for her husband's room. Because we are all the colleagues and that's why we take the party first. Hello, hello. Đây đứng đây phải đợi cô dâu chứ nhỉ? Đấy, cứ đi vào, chị cứ đi vào đi. Thôi phải đợi cô dâu tí nhá. Bây giờ phải quay cái cổng cô dâu nhá. Ê, xíu xíu. Phong ơi. À, đây là dạp cưới ở ngoài Bắc. Wow, it's a big party. We should wait for her. Trước khi vào ăn thì bao giờ cũng sẽ ra ngồi gọi là uống trà thuốc để một số người sẽ đợi bạn bè. Ở nhà cô dâu cẩn thận góc và có phong bì này. Như thế mình không phải đi mua nữa sao? Nhưng mà say chưa xít đi. Ở quê này là vẫn còn có kiểu trầu cau thế này để dành cho các cụ ăn trầu.
Chứ còn ở Hà Nội là cái đĩa trầu cau này bây giờ nó mất tích rồi. You know what is that? It's a Peter. Peter for the old women who like to chewing. Oh, beetle nuts? Peter nuts. I've never seen. You want to try? No. It's like you, it like to drink like you drink beer or something like that. Yeah, I heard it. You heard it already? I heard about this. So. Cheer. Đây là bố mẹ cô dâu đang giới thiệu về quê đó. Dạ vâng ạ. Tại vì ở Thái Bình là cũng có 2 ngày để tổ chức 2 ngày cơ, thì hôm nay là họ cũng có khách rồi. Họ phải tới 2 ngày. Thế à? Vâng. Chứ không phải như ở trên Hà Nội là kiểu như là cùng một khu ăn cỗ như nhà anh Tuấn lần trước ấy. Cả nam, cả con trai, con gái đấy thì đều tiêm được. Nhưng mà đây thì nhà nào phải tiếp khách nhà đấy rồi. Chứ không có về được. Có nghĩa là bắt buộc phải 2 ngày như này, một ngày nữa. Chị không biết đấy. Ok, em trai nó à? Ôi, trông đẹp trai nhỉ? Này cho em trai trông đẹp trai thật đấy. 91. Để cháu ngồi với các em đồng nghiệp cháu ạ. Nhà bạn mình như mình như nào đấy? Bây giờ đi chặt bàn cho nó ngồi gần nhau cho nó vui. Đây này ngồi luôn hai bàn, nhưng mà hai bàn này chưa dọn kìa. Đây là hai bàn đấu. Cố này phải đến mấy chục mâm ấy nhỉ? 100 mâm không? Không. 50 mâm không? Có chiều em nghĩ khoảng 30 mâm. Mình sẽ khám phá mâm cỗ cuối ở quê Thái Bình xem có cái gì. Đây là giò này. It's a pork pate. Sticky rice with pork, dry pork, shrimp. I think it's salad. Cho chị mượn đĩa ra cái. Đây là đĩa. It's a salad. They bought it outside and they serve like plates like that. Và như mọi đám cỗ là sẽ không thiếu thịt chó. Steam. How can I say? Boil the chicken never disappear. I never disappear in the wedding or party. Anh quay được cái cảnh này rồi nhá, quay được cái cảnh này nhá. Đây nhá, quay kiểm điểm danh nhá. Đây là mọi người đang đưa tiền để mừng cô dâu. Thực lệ ở Việt Nam thì mọi người ai cũng biết, nhưng mà nếu các bạn ở nước ngoài thì các bạn sẽ mai lấy bên chồng ấy nhá. Mai chỉ ai đâu. Vì đói quá nên giờ phải xử ngay một cái cây giò này đã trước khi tụt huyết áp. Ăn mất mấy nói là cái gì đấy? Giò. Biết rồi. Chị biết rồi, giò. Cô ăn cái này xong thì chị no mất rồi. Con tôm nó đi, chị có thể ăn món khác trước mà ăn gì nào. Con ăn gì? Chị ăn cái giò này. Giò đó. Cái gì đây? Đấy là giò gì? Giò anh ơi, đen. Giò bò. Giò bò ngon lắm. Giò bò ngon cực kỳ luôn. Cái này vậy á? Ôi. It's good. It's a bit from Nari Park. It's a big, big, big pate. It's a pork pate. It's a big pate. Oh, right. Đây là thịt gì đấy? Thịt. Đây là bê xào à? Đây là bê xào đúng không nhỉ? Em mời cả nhà nhá. Cần quá. Mời mọi người nhá. Các chị mời cái đĩa miến, các chị giới thiệu cái. Mẹ chồng chị đang xem video này đấy, đùa đâu. Đây là miến xào. Đang xem video. Không phải đang xem đâu, mà là sau này mẹ chồng chị xem hết mà. Mẹ chồng gái được cái là xem tất cả các video chị up. Đây là cái canh gì đây mọi người ơi? Canh đây là canh chân giò nấu mộc nhĩ à? Mộc nhĩ à sen. Đây là món đây. Mình không biết là nghiêng nó là đổ. Cho chị một đĩa tôm cái cho nó đẹp đẽ. Còn đây là tôm chiên, một trong những thành phần mà cũng nào có mặt trong bữa cỗ. Còn đây là, mọi người biết là cái gì rồi đúng không? Đây là khay xôi được đóng khuôn theo kiểu hình hoa. Trên này là lớp ruốc. Châu xào cần.
It's the buffalo stuffed vegetable. I don't know the name of that, but you should try this. Món này là món gì thế kìa? Thôi chị mời 1 phút nha. Để giới thiệu nó nào, còn đây là gì ăn cộng châu sầu cần. Không nhớ là muối đâu. Ngon lắm. Đây, mình, cái đây là món mình thích này. Món này là món nó là mình thích không? Đây là. Ui. Cô, này cô thấy mình ngon nhỉ? Chị thấy ngon đấy. Nhiều món nhưng mà. Quay. Rồi, còn bây giờ đến là tiết mục trộn nộm. Lần đầu tiên mình đi ăn cỗ phải tự trộn nộm với mọi người ạ. Tôi không biết là có đúng hay không, nhưng mà thôi cứ trộn bừa đây. Ở đây là có thành phần su hào. À đây là cái gì nhờ, su hào đúng không? Hoa chuối, còn đây là củ đậu này. Đúng rồi. Cà rốt. Cái này cơ mà. Cái này là cái gì? Không, củ đậu đúng luôn. Đây trộn lên. Món này là món gọi là nộm gia truyền của Việt Nam. Look at this. I like that when they pick the meat peanuts. Mình rất thích ăn món nộm này, nhân lịch là trộn sốt lên và cho nhất là nghe ngon hay không là cái lạc nữa. Quay nó phải thẳng tay. Ok. Đây món nộm này tự phục vụ. Xuất sắc. Thank you, chị yêu.